diễn ra trước mắt là thế, nhưng bỏ con quỷ hệ mộc tin thật sự quá khó khăn. Thi thể quỷ hỏa vậy mà lại sừng sững theo sau bước chân của Aang, trong khi cả cơ thể hắn tỏa ra luồng sức mạnh đặc trưng của lõi quỷ tím. Thật sự tên con người này hấp thụ được đặc tính và khống chế thi thể của ác ma được sao? Trong lúc bốn mắt nhìn nhau chuẩn bị cho màn combat căng cực, nơi thành bì khắc đề cá đã là chiều muộn, lúc những cánh chim trao nghiêng về lại tổ. Bà Lý Tư không tin vào tai mình, gắt gỏng hỏi: lại có thật thanh niên sáng nay đi cùng tôi ra khỏi thành đến giờ vẫn chưa quay trở về không? Đứng đối diện cô là một người trong đội ngũ canh gác cổng của thành bì khắc địch á gật đầu khẳng định đúng vậy. Sau chuyện quỷ triều xảy ra, tiễn cả thành bội đạt thành vùng hoang vắng, tất cả các thành đều đóng chặt không một kẻ hở mỗi khi mặt trời khuất dạng. Bởi biết chỉ huy chiến đấu đã đưa một thằng nhóc ra ngoài vào ban sáng nên họ mới báo lại cho cô hay rằng Aang chưa trở về. Theo yêu cầu của thành cấp trên, ngoài cửa thành tất cả các cửa ngách cũng phải đóng lại, nếu Aang không trở về kịp hắn sẽ phải ngủ bên ngoài thành. Trong màn sương đêm khác gì tự nộp mạng cho quỷ chứ. Bà Lý Tư sảnh giọng hét lớn: mau báo cáo cấp bậc ác ma xuất hiện gần đây để cô còn tính đường đi cứu thằng nhóc không biết sợ chết là gì. Thuộc hạ lớn giọng báo cáo chỉ huy, gần đây không chỉ có ác ma cấp 1 xuất hiện nhiều, đến cả cấp 2, cấp 3 và cấp 4 cũng đã từng thấy xuất hiện quanh khu vực thành trấn. Thông tin này làm Ba Lý Tư sốt ruột đến mức cắn móng tay bên ngoài lớp găng, sợ thằng nhãi kia thành một mớ thức ăn trong bụng ác ma quá, cần phải gọi hắn về ngay mới được. Vừa mới gửi danh sách dự thi lên trên xong, thằng nhóc này đừng gây thêm phiền phức là cô đội ơn hắn lắm. Không còn sự lựa chọn nào khác, Ba Lý Tư biến khỏi nơi vừa đứng, chỉ để lại một làn gió và lời dặn dò mình tự đi tìm tên đó và trở lại trước khi đóng cửa. Thuộc hạ hô văng Ba Lý Tư đã vọt vào mảnh rừng trước mắt. Cứ mỗi bước cô đạp lại vọt người đi gần cả chục mét, dần dần rời xa khu vực an toàn quanh bì khắc địch á, càng lúc càng vào trong rừng sâu. Vừa chống tay nhảy qua một thân cây, Ba Lý Tư đã thầm rủa trong lòng mình đã quá buông lòng cảnh giác. Nhóc con đó chẳng qua cũng chỉ là một chiến binh bình thường xuất thân từ thành trấn cấp C, mặc dù hắn cố tình yêu cầu được ra ngoài này thử vũ khí một mình, và mình đã biết xung quanh đây hầu hết chỉ có ác ma cấp không. Nhưng vùng đất này nhiều năm trước đã từng có quỷ cấp 5 xuất hiện, nhỡ đâu mệnh Aang quá su dính chúng cái ngày con cấp 5 đó dạo chơi thì có 13 Lý Tư cứu cũng chẳng kịp. Càng nghĩ cô càng tức giận phải đẩy người vọt đi nhanh hơn, chậm một giây đánh mất một cơ hội cứu Aang, để hắn chết ở chiến trường thực chiến thì chiến sĩ cấp 5 như cô đây mất hết mặt mũi à. Chưa kể có lỗi với thành Hách Lạc Tư nữa. Ba Lý Tư sốt ruột đạp chân lên một cành cây búng thẳng người về phía trước, lòng cầu mong thằng nhóc con đó còn sống sót cho mình nhờ. Không gian trước mặt cô bỗng tràn ngập hơi thở của ác ma làm Ba Lý Tư phải hãm tốc độ căng mắt cảnh giác. Tại sao lại có mùi của xác chết đậm đặc trong không khí như vậy chứ? Hướng đó chẳng phải là từ chiến trường thực chiến hay sao? Cô biết có mùi của ác quỷ lẩn vẩn, nhưng mùi máu tanh này không rõ là của người hay ma. Chỉ biết chắc chắn số lượng rất nhiều như chất chồng lên nhau khiến lòng càng thêm sốt ruột. Cái mũi khụt khịt nhạy mùi cố gắng phân tích trước khi đến nơi để nắm tình hình trước. Thật bất ngờ ngoài vô số ác quỷ cấp không, Ba Lý Tư còn có thể ngửi ra cấp 1 và cấp 2 nữa. Khoan đã, cấp 3 nữa. Hốt hoảng nhắm mắt lại cố tập trung vào mùi hương, cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy? Bình thường chỉ có ác quỷ cấp không mới hay đi theo bầy số lượng lớn, vì sao bây giờ đến cấp 2, cấp 3 cũng bắt đầu tụ tập lại với nhau như thế này? Bàn chân cô phi nhanh trên những cành cây, tự lẩm nhẩm thói quen này không giống chuyện ác ma thường làm. Đã thấy ngay một con hệ mộc màu xanh đang chạy dưới đất ngược hướng với mình. Cả hai đều tạo ra tiếng động lớn nên con quỷ phát hiện ra Ba Lý Tư trên cao ngay. Thứ đập vào mắt nó chính là ký hiệu cấp 5 trên bộ ngực đầy đặn, làm chân cẳng nó phanh gấp trên nền đất thành một đường dài, miệng lắp bắp là 5 năm, cấp 5. Dứt câu nó xoay mũi chân quay ngược trở lại hú lên chạy, rồi co giò vọt thật nhanh cố thoát khỏi Ba Lý Tư dù cố chưa làm gì. Nhưng đã thấy chắc chắn không thể để thoát, cô phi người xuống từ chạc cây với cặp chân dài vung quá đầu con quỷ, tụ lực nơi gót cô giáng mạnh một đường quyền nổ tung cả một khu vực rộng lớn. Cánh rừng văng lên tiếng ầm cùng dư chấn tạt ra khắp bốn bề, lá cây lung lay xào xạc trong gió một hồi đem mớ gói tản đi hết, thấy do phần đầu con ác ma đen đủi đã bẹp rúm dưới gót chân Ba Lý Tư. Hạ được con quỷ dễ dàng nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cách hành xử của con ác ma này cực kỳ ảo, đem đến cho cô linh cảm quái lạ. Quả nhiên từ trong bóng tối của khu rừng lũ lượt vô số yêu ma đủ màu đủ sắc lầm lì bước đến vây quanh, với hình dạng này có thể chắc chắn không con nào thuộc cấp không cả. Ba Lý Tư khó hiểu quay sang đếm số vội, lẩm nhẩm bọn này từ khi nào lại thích lập nhóm vậy nhỉ? Từ lõi quỷ của cô phát ra ánh sáng lan dần lên bộ giáp, dấu hiệu của việc chuẩn bị phát huy sức mạnh. Thời gian trước khi cổng đóng không còn nhiều và tìm chưa ra, Ba Lý Tư lẩm bẩm mình sẽ cần phải giải quyết hết tất cả mới trở về kịp lúc. Từ bàn tay phải trống rỗng lúc nãy, những hạt nano siêu nhỏ nối lại với nhau dần thành một thanh đao có chuôi màu vàng như nắng chiều. Ba Lý Tư quan sát chúng một hồi, phát hiện đám này có vẻ hơi lạ. Ngoài cái kiểu giật giật đùng đùng như sốt, cô còn ngửi ra được tử khí trên người bọn này quẩn quanh làm chúng như đám xác sống chỉ tiến về phía trước để ăn não một cách vô tri. Nhưng sao cũng được, nụ cười nở rộ trên môi Ba Lý Tư, bởi chỉ cần là ác ma, cho dù là phân loại gì cũng chết con bà nhà chúng nó với cô dễ dàng. Khuỵu người xuống lấy đà với phần chân chõi rộng sẵn sàng phóng đi, tay Ba Lý Tư mơn trớn phần mũi đao đã chuyển sang màu đỏ sậm như tấm thép. Mắt cô tập trung nhìn hướng mình chuẩn bị ra chiêu, cơ bắp bất thình lình nổi những đường gân lớn lan cả lên phần mặt. Rồi chỉ bằng một cú vung tay với thanh đại đao, toàn bộ tay chân mặt mình của ác ma trong tầm đều bị cô cắt qua một đường ngọt xớt. Đường chém của Ba Lý Tư cắt không khí thành một vệt lớn màu đỏ đen như thanh đao trong tay, thổi bay cả cánh rừng và tất cả mọi vật cản đường đó. Tiếng lộp độp của thi thể đám ác ma vừa rơi xuống đất, đằng sau đã có tiếng rầm rầm bước chân của một nhóm mới xuất hiện.
ánh chiều làm sáng lên lõi quỷ trên ngực chúng nó đủ để Ba Lý Tư đứng từ xa cũng có thể thấy được, khiến cô tự hỏi có bao nhiêu con không biết. Ang đột ngột nhảy phốc xuống mảnh đất sau lưng Ba Lý Tư, hỏi câu tỉnh dụi sao cô lại ở đây. Nhưng chưa nhận ra người hay quỷ, cô đã vung thanh đại đao về phía sau nhắm ngay người Ang mà chém. Hắn giữ nguyên vị trí, dùng một tay chộp lấy mũi đao ngay khi cô đang lao tới, miệng phải hét lên cho Ba Lý Tư tỉnh ra, "Này này, là tôi đây, mở mắt ra nhìn cho rõ đi." Giọng nói gắt gỏng của hắn thành công làm Ba Lý Tư nhận ra là Ang mà mình đang đi tìm, gấp gáp hỏi lại thằng nhóc này, "Cậu có làm sao không thế?" Vừa hỏi xong, ánh mắt Ba Lý Tư va ngay vào động tác giữ đao của thanh niên, làm sao hắn có thể đỡ được đòn quét ngang của mình chỉ bằng tay không? Một đao kia tấn công vô thức nên có đủ sức mạnh và tốc độ tối đa cơ mà. Nhìn Ang điềm nhiên dùng tay còn lại thu hồi sức mạnh dùng từ lõi quỷ của mình, Ba Lý Tư giờ mới nhận ra ký hiệu cấp 4 rực đỏ trên ngực hắn. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô bắt đầu nghi ngờ lai lịch đến từ thành cấp CH Lạc Tư của hắn. Chưa kể có là chiến binh cấp 4 đi chăng nữa cũng phải dùng toàn lực để đỡ đòn tấn công của cô, sao hắn chỉ dùng một tay với vẻ điềm nhiên như vậy? Hình như biết Ba Lý Tư đang nghi hoặc, Ang thả tay khỏi thanh đao ra vẻ đau nhức mà phẩy phẩy liên tục, miệng giải thích sức mạnh cấp 5 của cô không phải dạng vừa đâu. Tay của tôi tê dần rồi đây này. Nhân tiện giải thích do mình thử vài chiêu thức mới nên quên mất thời gian, Ang đang định lên tiếng xin lỗi cô đã gạt đi. Còn sống là tốt rồi, nói mấy lời thừa thãi làm gì nữa. Nhìn qua đám quỷ lố nhố đang đi đến, Ba Lý Tư thở hắt ra tính giải quyết xong mớ hỗn độn hành động kỳ lạ này rồi mới về thành được. Trong số này có ác ma cấp 3, đoán Ang sẽ khó khăn chống cự nên Ba Lý Tư định một mình xông lên trước để hắn hiểm trợ là được rồi. Nào ngờ Ang đi thẳng về hướng đám chúng nó như giờ mới nhớ ra, nhỏ giọng nói yên tâm đi, bọn này chết cả rồi không làm hại ai đâu. Ba Lý Tư còn ngơ ngác, mấy ngón tay của Ang nhanh chóng đánh tách một cái, năng lượng thao túng của lõi tím rời khỏi thi thể ngay tức khắc làm bọn chúng đổ rầm xuống đất về lại tình trạng ban đầu. Khỏi phải nói Ba Lý Tư khiếp đảm thế nào, cô nhòi người lên xác nhận cho rõ thật sự đám ác ma đều ngã xuống chỉ trong nháy mắt thôi sao. Ang bình thản quay đầu trong ánh sáng cuối ngày, nhàn nhạt bảo cùng về thành thôi, lại bị bàn tay Ba Lý Tư đập thẳng vào ngực phải lùi bước về sau. Chuyển qua sấn sổ nắm cổ áo hắn, cô nghiến răng hỏi cậu đã làm gì thế? Những ác ma này là do cậu khống chế sao? Nhưng lõi quỷ của cậu rõ ràng là màu đỏ của sức mạnh, rốt cuộc khả năng của cậu là gì? Tất nhiên Ang không nói mình đội lốt quỷ hay ăn được lõi quỷ mà tiến hóa này kia, hắn nhẹ hất tay Ba Lý Tư ra nhẹ giọng nói tôi chẳng việc gì phải giải thích cho cô cả. Chúng ta chỉ hợp tác thôi mà. Biểu cảm của Ba Lý Tư chìm trong cái bóng do ngực nắng, hắn nói đúng, chỉ là hợp tác nên cô không thể đòi hỏi gì. Nhưng sự ngờ vực len lỏi trong mối quan hệ hợp tác là điều cấm kỵ. Cuối cùng Ang cũng lên tiếng nói mình chỉ tiết lộ được một phần khả năng khống chế ác ma đã chết thôi. Ở cái thời đại ngày nào cũng có thể là tận thế như này, một chiến binh có con át chủ bài khác biệt cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ. Ba Lý Tư nhìn thanh niên chằm chằm không tin được, thật sự có khả năng khống chế ác ma đã chết trên đời này sao? Một khả năng hiếm khi mà thật ra cô chưa bao giờ nghe thấy chiến binh cấp 5 từng có luôn chứ đừng nói đến những cấp thấp hơn thế. Có điều chuyện Ang nói cũng chẳng phải điều cấm kỵ gì, Ba Lý Tư ngập ngừng một chút rồi nói ngày mai cùng xuất phát đến thành Thự Quang. Ang hú lên thích thú, muốn đến đó càng sớm càng tốt để có thời gian nhanh chóng giải quyết vấn đề phân bố lại năng lượng thạch anh của thành Hách Lạc Tư. Rảo bước ngược hướng thành Bỉ Khắc Địch Á với bộ dạng phấn khởi, Ang reo vui ngày mai lên đường nào, khiến Ba Lý Tư ôm một bụng hoài nghi cũng phải quay lưng bước theo. Khả năng này của hắn cũng rất tốt, dù cô không hiểu lắm nhưng xem ra có thể kỳ vọng thanh niên này sẽ sống sót hoặc làm nên chuyện trong cuộc thi săn ác ma cũng nên. Ánh nắng dần tắt làm Ba Lý Tư sốt ruột muốn trở về thành nên chẳng để tâm đến chiến trường cách đó không xa. Sau những rặng cây xanh lớn mà buổi tối sẽ mờ sương, nơi Ang đặt chân đến đầu tiên trước khi gặp Ba Lý Tư chất chồng những thi thể ngổn ngang đầy khói bụi trên mặt đất. Hàng chục hàng trăm con quỷ nằm chồng chất lên nhau không rõ hình dạng, đúng hơn là chúng đã bị thiêu cho mất đi hình dạng ban đầu, còn đang bốc mấy luồng khói mỏng manh. Rất nhiều ngày sau đó, khi có người ra ngoài thăm dò, người trong thành mới biết được chiến trường thực chiến bị sức mạnh nào đó phá hoại hoàn toàn, không còn vết tích nào trước đó.